Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình làm hoa thủy vu bằng giấy von đây nha các bạn. Thì thành phần của nó gồm có là kẽm nhung màu trắng nè, kẽm nhung màu xanh nè, kẽm làm cành nè các bạn. Rồi kẽm này để làm cành của cái lá nha các bạn. Rồi gồm có keo sáp nè, rồi chỉ. Đó. Rồi kéo mình xài nè các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình làm một cái cành hoa đầu tiên đi nha các bạn. Đây, đây là những cái mà nhụy mà mình mua ở trên chỗ bán hoa nè các bạn. Đủ thứ hết, mình muốn gì có nấy. Bây giờ mình chỉ các bạn làm một cành hoa đầu tiên nha. Thì mình trước hết thì mình lấy bốn cái sợi kẽm nhung như thế này, bốn sợi nha các bạn. Bạn rút ra, rồi các bạn gấp lại làm đôi nè, rồi các bạn méo chính giữa nha, các bạn giao nhau ở chính giữa, rồi các bạn dùng tay các bạn vuốt nhẹ nè, đó, 1 cộng 2 cộng 3 cộng nha các bạn, 3 cộng, mà cái cộng thứ ba các bạn vuốt cho nhẹ thôi. Đây là cộng thứ nhất nè, vuốt hơi nặng tay một chút nè. Cộng thứ hai, kẽm cái cộng kẽm thứ hai là các bạn vuốt hơi nặng một chút, đây là vuốt nhẹ thôi. Rồi các bạn sắp lại cả nha các bạn, sắp lại nè, sắp lại đó ha, sắp lại. Còn mấy cộng này các bạn bung ra đó, bung lên mình sắp lại nó mới đẹp nha các bạn. Đó đó, hơi bung lên một chút, rồi mình dùng chỉ nào cũng được, một lát mình quấn nó là nó bít đó các bạn. Bây giờ ở đây có chỉ màu xanh thì mình làm chỉ màu xanh nha. Mình làm chỉ màu xanh này. Đó, mình cho cọng chỉ này vô đây. Đó. Rồi bắt đầu mình lấy một cái cành nè các bạn, cái cành này mình mua sẵn cũng ở trên chợ luôn. Ở trong đây nó gồm có kẽm và nó đi nhựa bên ngoài nè. Các bạn thấy không? Nó là 4 tấc, cành 4 tấc. Nhưng mà mua về nếu mà mình cảm thấy mình xỏ vô đây, mình cảm thấy nó thừa thì mình cắt bỏ bớt không sao hết các bạn. Rồi mình quấn tiếp nè. Quấn tiếp này vô ha. Quấn tiếp vô. Đây, giờ mình có một cái nền như thế này rồi. Bây giờ mình đưa nó vô cái cọng giấy này. Giấy này là giấy von chuyên môn để làm, chuyên để làm bông nè nha. Rồi bắt đầu chúng ta buộc nó ngay đây. Chúng ta kéo nó xuống hết nha các bạn. Chúng ta kéo xuống hết, buộc nó ngay đây. Vô. Rồi vô đây vậy, cái chúng ta quấn tiếp. Chúng ta dùng cái chỉ của chúng ta quấn tiếp nè. Bây giờ chúng ta sửa lại nè các bạn. Chúng ta sửa lại nha. Chúng ta sửa lại. Sửa lại như vậy. Rồi hớt bớt nè. Hớt bớt cái chân dải đi. Đừng có để nó thô quá nha các bạn. Đừng có để nó thô quá. Nãy giờ mình làm mà phim nó hư đó các bạn, máy nó có sự cố, thành ra mình phải làm lại. Mình chỉ các bạn, mình bóp cái đầu này vô nè các bạn, bóp cái đầu này vô ha, nè đúng rồi nè, bóp này vô. Cái mình muốn cho nó hơi cong thì mình đưa hai cái cọng này lên nè, nó cong rồi nè các bạn, đó cong rồi nè ha. Rồi bắt đầu mình dùng cái này mà không có màu các bạn ơi, bây giờ mình còn màu kim tuyến thì mình làm kim tuyến, chứ nó nếu mà màu xanh nhạt lá hoặc là màu vàng thì nó tốt nhất ha, thì nó có vẻ tự nhiên hơn. Còn ở đây mình không có cái gì hết, mình không có màu thì mình làm kim tuyến màu vàng đi, mình có gì mình làm nấy. À, trong chỗ nhụy hoa nè đó. Mình làm xong rồi máy nó có sự cố đó các bạn, nó có sự cố rồi mình phải làm lại, chứ thực chất là đã làm xong rồi. Chị các bạn làm cái bình hoa luôn nữa. Đây. Buộc tiếp. Các bạn muốn hớt bớt cái kẽm thì cũng được, hoặc các bạn để cũng được nha các bạn. Để thì mình dùng cái keo sáp này mình bo nó sát vô nè. Bo nó sát vô. Nó được một cái bông thủy vu rồi đó các bạn.
Nãy giờ làm mà cái máy nó có sự cố đó, mình xóa hết trơn rồi giờ làm lại đó các bạn. Nó không có kéo cái video dài ra được. Đó, mình đưa nó lên vậy, cái mình kéo nó xuống vậy nè các bạn. Kéo nó xuống ha. Kéo nó xuống vậy cái nó nhúng vô cái vậy nè, nó ôm ôm vô, nó hơi cong cong mà nó ôm vô cái nhụy nó nè. Cái nhụy nó là nó đơn giản vậy đó các bạn. Đó. Đó, mình có một cành hoa thủy vu rồi đó. Đây nha. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp cành nữa. Chúng ta làm tiếp cành nữa nha các bạn. Trước hết chúng ta lấy bốn cái sợi kẽm nè. Cái đây là kẽm, mua rất là rẻ tiền. Mua ở quận 5 nha các bạn. Rất là rẻ luôn. Này là cái chỗ nó bán đồ chuyên nghiệp. Rồi, bắt đầu chúng ta là dùng cái tay. Chúng ta gấp có cái đầu rồi ha. Chúng ta dặn nó ra là nó dính nhau rồi. Kẽm mà, cho ta vuốt nè. Một nè, hai nè, nhưng mà vuốt cái mức độ nó càng ngày càng nhẹ đi nha các bạn. Cái phía trong thì các bạn vuốt nhẹ đi, cái bên ngoài thì các bạn vuốt nó hơi nặng tay một chút, nhẹ vô từ từ nè. Đó, bắt đầu chúng ta sắp nè, các bạn thấy nó đã vô rồi đó, nó đã vô rồi đó. Mình cứ gấp lại vậy, giờ mình bẻ nó ở đây ha, mình bẻ ở dưới này cho nó không có bung đó các bạn. Đó, cái này là đẹp nè ha. Rồi bắt đầu chúng ta để vô đây một con kẽm nữa. Chúng ta lấy cái đầu kẽm này, chúng ta bỏ nó vô đi các bạn. Chúng ta gắn nó vô vậy nè. Cái cành nè. Rồi ha. Bắt đầu chúng ta lấy cái dải nè. Chúng ta nông cái dải ra trước đi. Để một lát chúng ta làm cho nhanh, chúng ta kéo xuống cho nhanh nha các bạn. Đây. Rồi, chúng ta áp nó chỗ này. Dùng kẽm chúng ta dán nó vô. Rồi dùng chỉ nha các bạn, dùng chỉ chúng ta quấn nè. Chúng ta quấn lại. Nó rất là dễ, nó không có khó đâu các bạn. Hồi nãy mình có chỉ các bạn làm một cái lọ cắm hoa nhưng mà cái phim nó hư rồi các bạn, mình bỏ hết rồi. Không đủ bộ nhớ để mà đó. Rồi các bạn có cái dáng này nè, phải không? Rồi chúng ta điệu đà, chúng ta cho nó phần ở phía trong nó dường như nó có cái màu vàng nhạt đó các bạn. Từ ở nhụy đi lên nó có cái màu vàng nhạt, nhưng mà chúng ta không có màu vàng nhạt ở đây mà chúng ta chỉ có kim tuyến thôi, kim tuyến vàng. Thì mình cũng làm lên cho nó lung linh nha các bạn, lung linh nó hấp dẫn, nó là màu vàng mà. Rồi đây chúng ta có một cái lá rồi nè, chúng ta bóp cái đầu lại cho nó sát nha bạn, cho nó sinh động ha. Chúng ta bè nó ra, chúng ta hai cái ngoài nè, hai cái cọng kẽm ngoài chúng ta kéo nó xuống nè. Chúng ta kéo nó xuống thì nó tạo một cái độ cong của cái hoa đó, nó hơi cong cong vậy cho nó sinh động nha các bạn, chứ nó không có ngay đơ đâu đó. Rồi bắt đầu các bạn mới để một cái nhụy vào. Đây nè, nhụy nè các bạn, bán rất rẻ. Mà mình làm thì mình lấy gòn mình làm cũng được, nhưng mà mình lười làm đó các bạn, mình lười làm lắm. Nhụy vào rồi mình cũng buộc, mình lấy chỉ mình buộc nè. À, đó là hoa thủy vu đó các bạn, lấy chỉ buộc đi. Đó, thế là chúng ta được một cành hoa rồi. Mà mình làm sẵn rất là nhiều đó nha các bạn, rất là nhiều rồi nè, làm sẵn nhiều như thế này nè. Mà cái máy thì nó không có được, nó trục trặc đó, thành ra mình phải làm lại thôi. Đây, cái hoa nó thì mình đi cái sáp nó hơi hơi nhạt một chút nha các bạn. Cái hoa cái thì mình đi cái cành của cái hoa hơi nhạt một chút, rồi một lát mình đi lá thì mình dùng sáp đậm một chút, tại vì lá nó màu đậm các bạn. Nếu mà mình làm màu nhạt quá thì nó không có tự nhiên, nó không có tự nhiên, nó không có giống nha. Đây. Các bạn thấy không?
làm rất là nhiều rồi nè, 7-8 cành như thế này rồi nè, đủ rồi đó các bạn, đủ rồi đó. Bây giờ tiếp tục làm lá thôi. Làm lá thì nó cũng giống như làm cái hoa nhưng mà nó khác đi một chút nha. Làm lá thì mình đây nè, mình có kẽm nhung mà màu xanh lá nè các bạn. Mình cũng lấy 4 cọng. 4 cọng là mình cảm thấy vừa đủ rồi đó. Tại vì cái độ dài của cái kẽm này nó chỉ có 3 tấc mà thôi. Mình lấy ngay chính giữa nè các bạn. Mình lấy ngay chính giữa rồi mình quấn nó lại nè. Đó. Thì mình gấp nó xuống nha. Rồi mình cũng sắp xếp cho nó nằm yên nè. Mình sắp cho nó nằm yên nha, rồi mình vuốt nhẹ nè. Đó, cái đầu tiên thì nó mạnh tay, cái thứ hai, cái thứ ba thì nhẹ vô từ từ. Còn chính giữa mình không có phải vuốt rồi các bạn. Chính giữa mình để thẳng nha. Rồi đây nè, nó gấp lại cho mình nè. Đó, ảnh gấp, ảnh tự động ảnh gấp lại cho mình đó. Ha, rất là đẹp nha các bạn. Tự động gấp lại cho mình. Thì bây giờ mình buộc ảnh ở đây đi. Buộc trước đi các bạn. Rồi đây là cái kẽm nè, cái kẽm chuyên dụng. Kẽm này thì mình cắt đôi ra hả, mình cắt một vòng kẽm ra làm đôi đó, mình quấn nó vô đây, mình dùng cái kìm mình ngoáy cho nó sát nha các bạn. Đó, mình áp nó vô đây. Hai cọng kẽm này để một lát mình ghim vô đó là được rồi các bạn. Mình làm kẽm to nó uổng lắm. Kẽm to thì mình làm vô kẽm này cũng được nè. Mình còn kẽm cắt nè, mình cắt bớt những cái này đi nha. Mình cắt bớt những cái này để mà mình làm lá. Lá đó thì ở phần ở dưới à. Đó, cũng được nữa các bạn. Cái này thì một lát là có dư đó. Mình cắt bớt cái cành hồi nãy nè. Cành hồi nãy nó tới 50 phân không? 40 phân. Thì giờ mình cắt bớt cái đó mình làm lá. Mình khỏi có làm kẽm này nha các bạn. Kẽm này thì thấy nó yếu quá. Nó yếu quá mà mình làm thì nó hao. Trong khi cái này còn thừa. Mình cắt ra thì nó phải thừa. Bây giờ mình tiếp tục mình quấn chỉ. Nha, tiếp tục quấn chỉ nha các bạn. Cứ quấn thôi. Cọng kẽm này nó xịt dính vô đây, nó không chạy vào đâu hết. Rồi. Bây giờ mình đưa đưa nó vô đây nha các bạn. Đưa nó vô đây. Mình đưa nó vô một cái miếng voan màu xanh. Mình kéo hết xuống thì nó ra cái lá nè các bạn. Nó ra cái lá nè. Mình hớt bớt đây đi nha, hớt bớt. Hớt bỏ bớt. Đút cọng kẽm này vô. Thay vì mình cho vô đây một miếng keo cũng được nhưng mà mình đút vô đại đi các bạn, không có sao hết. Ha. Và mình cứ quấn vô đây, quấn kẽm chặt là cái này nó dính chặt thôi. Nè, quấn chỉ nè. Nè các bạn thấy cái lá nó xếp rất là đẹp nha. Lá nó đó. Nó xếp lại cho mình rất là đẹp. Nhưng mà có kẽm thì dễ uống các bạn, có kẽm dễ uống lắm. Rồi. Mình hớt bớt những cái von này đi. Kẽm thì mình để lại nhưng mình hớt bớt von cho nó bớt cọm nha các bạn. Đây. Nó có cái lá rồi đó các bạn. Nếu mình uống cho nó cong thì mình cứ bẻ nó cong theo này như ý mình thôi nè. Đó, các bạn thấy không? Nó hơi cong cong như thế này nè. Đó là cái lá của hoa thủy vu. Bây giờ mình dùng keo sáp mình băng này lại. Dùng keo sáp nha các bạn. Dùng keo sáp mình